Rất bổ mắt nữa đây. Tại bảy cỏ. Chị ơi, có cần phải gọt dưa chuột không? Để em gọt luôn. Ồ, vậy em giúp chị gọt vỏ dưa chuột nhá. Vâng. Để tí nữa chị ngăn cắt nhé. Thôi, để tí nữa chị thái cũng được mà. Thế Hồng Anh thái được không? Có ạ. Thế được tốt thì lát thái giúp chị nhá. Chị sẽ đi rán thịt. Ôi, cùng quả nữa em đưa nước cho chị đi. Đây à, chị bảo nhai thật á. Cẩn thận không là đứt tay nhá. Mấy đứa ơi, thấy thơm không? Wow, thơm đó chị. Ướp gì gì á? Hôm nay chị ướp cũng bị hương đấy, thơm lắm. Có nhiều dưa chuột quá không chị? Thôi nhiều thì mình để bớt lại một ít cũng được. Chị Ngân ơi, bọn em cắt xong dưa chuột rồi thì bọn em phải làm gì nữa không ạ? Ồ thế à? Thế thôi hai đứa lên gác ngồi cho mát đi. Dù sao thì cô Lan cũng sắp về rồi. Xong rồi chị gọi xuống sau, hai đứa cứ lên đi. Vâng ạ. Thịt thơm quá hả? Hồng Anh ơi, Huyền Trang ơi, thì xong rồi này. Xuống ngay đi, xuống ngay đi. Thịt chị làm xong rồi này. Ui, thơm quá đấy chị. Ui, hai loại thịt luôn này. Ui, thơm quá. Thịt hơi to. Thế thì ăn được gì ạ? Ủa đây chị, em đang xuống. Chị cũng thấy miếng thịt hơi to nên chị ăn mang đồ ra để thái rồi này. Chuẩn bị kỹ thật. Ui, nhìn ngon thật đấy. Yên tâm,
chị rán thịt hôm nay hơi bị mềm mới ngon luôn. Thả hồ mà nhai thoải mái, không sợ lo sợ bị dài luôn. Không sợ bị gãy răng. Không sợ bị gãy răng đâu. Thịt thơm nhất ngon lắm. Mày đừng có muốn ăn thử không? Có. Có. Xong miếng này. Em với. Không chị cho em miếng sụn. Đâu, miếng này không có sụn đâu. Miếng thịt giòn ngon mà. Ngon quá. Hai đứa tranh thủ xếp rau cho chị nhá. Vâng ạ. To quá. Ừ đúng rồi, bằng cái rau này chị mua to thật đấy. Để chị xếp thịt này. Thủ bạn em thích nhất. Ý, miếng thịt khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Và ui, thế này tha hồ ăn thịt luôn. Chị biết mấy đứa thích ăn thịt nên chị mua rất là nhiều luôn. Thế bây giờ hai đứa thích cho lớp gì nhỉ? Dưa chuột hay cà chua đây? Dưa chuột. Ủi ơi, chị em mình hướng nhanh nhỉ. Rồi, chị cho dưa chuột nhá. Chị ơi, để em lấy đôi đũa em xếp cùng chị nhá. Ok, lấy đi. Ăn thật nhiều rau mới tốt. Mình xếp bánh cà chua đi chị, xong rồi mình mà xếp thịt và bánh cuối cùng. Sao thấy được rồi đấy chị ơi. Đấy, mình lát sau mình sẽ xếp tiếp lớp sau nhá. Rồi cà chua này. Miếng này đẹp này. Thôi chị. Mỏng thế. Em cắt thế. Ok. Cho đây nữa. Cho phô mai đi. Cho em bóc phô mai đi. Em cũng muốn phô mai. Em cứ phải cầm phô mai. Được phô mai chị mua ngon lắm. Đấy, bóc phải nói ra. Em bóc với, em muốn bóc phô mai. Đây, cũng muốn bóc phô mai. Nếu mà làm như thế là nó sẽ bị nát chứ. Mà dính chặt luôn á. Kiểu em với. Thì hai em bóc cho chị đi. Thì rồi. Ba đứa làm món gì mà thương? Ông mẹ về. Ông mẹ về nhà. Chào con Loan. Con đang làm giúp em một chiếc bánh hamburger khổng lồ. Ôi mẹ. Ôi. Chị đã làm. Ôi, cô làm sắp xong rồi. Cô lên rửa tay chân nhá, thử đi. Xong rồi con sẽ gọi cô xuống sau. Nhìn. Hôm nay bánh của con làm ngon cực quá. Thế là các em được học tập chị Ngân rồi đấy. Vâng. Mà mẹ lên nghỉ ngơi đi mẹ, tí nữa được bánh thì con sẽ gọi mẹ xuống ăn. Mẹ lên nhá, xong tí nữa mẹ cứ lên đi ạ, con gọi đi, con gọi cô ạ. Đấy, hai đứa bóc cho chị đi, để chị lấu ra cho. Thôi thì mình cho thế thôi nhá. Thôi là em cất đi. Mình hai chị làm món gì khác cho em nhá. Ô, bên này nữa chị ơi. Bên này có chị Ngân ra. Để chị vứt ra không, chị để chai tương ớt thôi. Vâng ạ. Để em rửa tay thôi. Này, tương ớt này. Số margarine nữa nha. Bây giờ phải cho gì không? Đây chị sẽ cho chị một ít tương ớt. Stop. Ớt tròn. Thôi miên. Đây, chị cho thêm thịt vào nữa này. Cho em gắp thịt. Đấy, đũa của em đây. Đấy, gắp vào cho chị. Mình cho thêm một lớp thịt này xong rồi mình sẽ cho thêm một lớp sốt margarine lên. Cho thịt em sẽ bóc. Mềm hơn. Ok, ra chị cho em bóc. Thịt ba mông này chị cũng làm mềm lắm. Em vừa chạm phát nó vỡ mà. Em làm gì đây? Thì anh cứ xáy tròn thí. Em không biết làm gì khác. Thế mà. Đấy đúng rồi. Ui đẹp nhỉ. Thế này có ngấy quá không? Không ngấy đâu chị. Đấy mình sẽ làm một vòng tròn dài nhá. Đây mình bóc tích đặc nó là thế này. Ui. Nhớ chị ơi. Nó mới ngon được. Ôi, mày có thể ăn thêm cà chua không? Thôi chị ơi, được rồi đấy. Mày có dưa chuột này, có ăn thêm không? Thôi, cho thêm xà lách đi chị, đúng rồi. Ok, em lấy xà lách cho vào đi. Cho một tí, cho vào rưỡi. Sữa cho nó xè xè ra. Cho bánh lên. Ê, ông chị. Cho bánh lên. Chị nha. Wow. Mới tưởng nó hơi xè thôi mà. Nhìn ngon quá đi. Ui này. Vẫn nhìn thấy đồ ở trong. Thôi được rồi, chị em mình dọn dẹp đi xong rồi gọi mẹ xuống ăn nhá. Vâng ạ. Chỉ có
xong rồi. Vâng. Chờ chị Ngân về ra. Vâng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cô xin nhận đi. Anh sẽ xin nhận cô Lan. Cảm ơn Ngân nha. Cô cảm ơn Ngân nha. Cảm ơn các con nhiều nha. Sắp đến sinh nhật cô rồi nhưng mà vào đúng sinh nhật cô con bận quá nên là hôm nay con làm một chiếc bánh khổng lồ này để chúc mừng sinh nhật cho cô. Cô cảm ơn. Thiếu mỗi đến thôi là thành bánh sinh nhật luôn. Thế thôi, mọi người chắc cũng đói rồi thì để con cắt bánh nhé. À, chắc cái bánh này dày lắm. Đúng rồi, mình thấy cơ mà nhiều lớp. Ăn này nó mới đã cô ơi. Đây là những miếng này. Ui giời. Rơi nguyên cả miếng thịt luôn. Đây, thì ra. Cầm xin đầu đi nha. Đó thế. Thì ra mày cô. Ờ. Xin. Ui phải đỡ đỡ. Ăn ăn phải ăn cái này. Thôi. Cả nhà mình ăn thôi. Mẹ. Có mời mẹ ăn. Ba lừa ăn nhá. Ừ, bánh ngon quá cô ơi. Ăn rất nhiều nguyên liệu luôn. Ôi miếng hơi to. Ui sao. Ui chị ngon không chị Ngân? Cực kỳ ngon luôn. Năm sao. Miếng này to quá. Ai chà chà. Ăn thử đi mấy đứa nó sốt ngon lắm. Wow. Ngon tắt mẹ ơi. Ồ, ngon đúng không? Ôi, ăn cái bánh to này đã quá. Ngon đấy. Ngon không mấy đứa? Đấy ngon rồi chị ạ. Chị Băm chị Ngân làm ngon thật đấy. Mềm đúng không em? Ngon ạ. Cô ơi, lần đầu tiên con ăn bánh mì khổng lồ này đấy cô ạ. Cô cũng thế mà. Lần đầu tiên cô được ăn miếng khổng lồ như này đấy. Tất mà chị. Hồng thì như Hồng Anh là tùy dạng vậy. Cô ơi, con chúc cô sang tuổi mới thì luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có thật nhiều nhiều hạnh phúc ạ. Ừ, cảm ơn cháu nhá. Má, cứ mỗi lần sinh nhật thế này mà Ngân cứ làm quả bánh khổng lồ này, cô thích lắm đấy. Thế là sinh nhật năm tới con sẽ làm cho cô một cái bánh gato khổng lồ. Cô cảm ơn Ngân chưa đấy. Mẹ ơi, con cũng chúc mẹ sang tuổi mới mẹ nhiều sức khỏe. Cảm ơn xinh đẹp và là hết ạ. Con thì chúc mẹ sang tuổi mới thật là mạnh khỏe và làm ăn phát đạt, kiếm thật nhiều tiền. Con muốn mẹ thật nhiều tiền để cho tiền con làm đồ ăn siêu tập khổng lồ. Này các bạn ơi, các bạn nhớ